Xin chào tất cả các tình yêu, chào mừng các tình yêu đã quay trở lại với video của mình. Và mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đào Thị Thu Huệ, sinh viên khóa 3 của trường đại học EDX. Quay trở lại với chuỗi sinh viên EDX học những gì thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái review lại cho mọi người về cái buổi học, buổi số 14 của mình. Đó chính là bọn mình sẽ học lại, quay trở lại những cái bài đầu của 2 năm trước bọn mình đã vào trường và chúng mình đã được học môn Thầy Hùng. Thì có một cái vấn đề, có một cái câu hỏi rằng là học để làm gì, để chúng mình trả lời cho các câu hỏi ngay từ đầu mà mình vào trường, đó chính là mình đi học mình để làm gì. Đấy, thì cái mà nó lúc đó thì chúng mình chỉ nghĩ đến rằng là đi học để kiếm tiền, đi học để làm việc. Đấy, thì học kiến thức để làm việc đúng không? Đấy, thì tuy nhiên qua quá trình học, qua quá trình rèn luyện và qua quá trình là gợi mở, thầy gợi mở những cái tri thức thì chúng mình đã biết được rằng là có thêm một cái nữa, đó chính là học để chúng mình tiếp nhận những cái tri thức, những cái sự minh triết ở trong những cái bài học. Đấy, mình muốn trở thành một người có minh triết đúng không? Thì mình sẽ học cái sự minh triết ở đây có nghĩa là mình phải hiểu sâu, biết rộng, thấu hiểu bản thân mình rồi mới thấu hiểu nhân sinh, muôn loài vạn vật, thấu hiểu tự nhiên, thấu hiểu xã hội. Đấy, thì ở trong 6 cái con người quy web thì cái quan trọng nhất đó chính là cái sự minh triết. Mà mình đã học được cái sự minh triết rồi thì mình sẽ giải quyết vấn đề nó vô cùng là dễ dàng và chúng ta giải quyết nó rất là mình sẽ hiểu sâu một cái vấn đề nào đó thì mình sẽ hành vi nó vô cùng là chính xác và không bị sai lầm. Đó, thì trong cái WeWeb thì có một cái chữ V kép đầu tiên, đó chính là Wisdom. Wisdom thì viết tắt của những từ sau. Đầu tiên là về từ Why, đó là từ sâu, chiều sâu. Tiếp theo, Intelligible có nghĩa là nói, viết, trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Thứ ba đó là Self, là thấu hiểu bản thân đầu tiên, thấu hiểu nhân sinh, thấu hiểu xã hội, thấu hiểu tự nhiên, thấu hiểu muôn loài, thấu hiểu vạn vật. Và từ tiếp theo đó là deep là rộng và cái open thì có từ m cuối thì là mind, hai từ này sẽ ghép lại thành mở rộng cái tâm thức của mình. Đấy, thì ở đây thì mình sẽ sắp xếp lại nó theo một cái trình tự là các bước để chúng mình đạt đến được cái sự minh triết. Đó là đầu tiên thì chúng ta phải mở rộng tâm thức trước đã, đó là open mind. Sau đó mở rộng thì chúng ta mới đến cái self, là có nghĩa là thấu hiểu bản thân mình, xem là bản thân mình nó đang như thế nào. Bản thân mình có nghĩa mình sẽ cắt các lớp của mình ra và mình thấu hiểu nó, mình đọc gọi tên được nó. Và sau đó thì mình sẽ hiểu sâu biết rộng, đúng không? Mình hiểu sâu biết rộng những cái vấn đề, những cái thuộc trong cơ bản thân mình, hiểu sâu biết rộng. Đấy, và chúng mình lúc đó chúng mình thấu hiểu xong thì chúng mình mới có thể hiểu sâu biết rộng được, đúng không nào? Cái intelligible cuối cùng có nghĩa là mình phải nói, viết và trình bày một cách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Khi mà mình hiểu sâu rồi thì mình cũng cần trình bày cho người khác hiểu được, thì đó mới là tri thức của mình, chứ không phải là mình đi tìm kiếm những cái tri thức ở những cái thầy giáo giỏi này hay là những cái trên mạng thì mình không nói lại được, không trình bày cho người khác dễ hiểu, cho người khác hiểu được thì đó cũng không phải là tri thức của mình. Đó, thì đầu tiên cái open mind có nghĩa là mình phải mở rộng, có nghĩa là cái tâm thức, cái tiềm thức của mình ấy, cái tâm trí của mình nó phải được mở ra và chúng ta không bị bó hẹp bởi những cái định kiến xã hội, hay là chúng ta bị bó hẹp bởi những cái phong tục tập quán, hay là những cái niềm tin cũ, những cái mà chúng ta thói quen cũ. Đấy, và quan trọng là những cái nỗi sợ cũ. Đấy, thì chúng ta hãy gạt bỏ nó đi và chúng ta mở rộng tâm thức để chúng ta tiếp nhận thêm những cái tri thức mới của nhân loại. Đó, và cái tiếp theo đó là cái thấu hiểu. Cái thấu hiểu đó là đầu tiên chúng ta phải thấu hiểu bản thân mình, thấu hiểu được cơ thể của mình, thấu hiểu được tâm trí của mình, thấu hiểu được tất cả những cái con người của bên trong mình suy nghĩ như thế nào. Đấy, thì mình sẽ hiện, nó sẽ hiện ra rằng người khác nếu trong trường hợp đó thì cũng nghĩ như vậy, cũng nghĩ như mình. Khi mà mình trong trường hợp đó thì chúng ta thường có câu là chúng ta
từ bụng ta suy ra bụng người thì cũng đúng. Các ông bà ta thường có câu như vậy. Tại vì nếu như chúng ta hiểu được bản thân chúng ta thì chúng ta hiểu được người khác, thấu hiểu được nhân sinh, thấu hiểu được xã hội, thấu hiểu được tự nhiên, thấu hiểu được nhân sinh muôn loài vạn vật. Đấy, muôn loài vạn vật là như vậy. Khi mà chúng ta thấu hiểu được bản thân mình, chúng ta biết rằng là chúng ta thế mạnh như nào, chúng ta có những cái tiềm năng gì, chúng ta bản thân chúng ta đang gặp những cái vấn đề gì, chúng ta sửa nó như nào, thay đổi nó như nào, và chúng ta giúp đỡ người khác thì nó cũng như vậy thôi. Đấy, ví dụ như là thầy giáo mình ấy, thì thầy trải nghiệm qua rất là nhiều trải nghiệm trong cuộc sống rất là đáng tiền, thì lúc đó thầy sẽ truyền trao cho bọn mình những cái tri thức mà nó không phải vấp ngã những cái gì thầy đã đi qua nữa. Thầy biết chắc chắn rằng là khi mà mình đi qua cái như giống như thầy ngày xưa thầy đã đi qua thì chắc chắn sẽ thất bại, thì thầy đã chọn cho chúng mình những cái con đường mà nó chắc chắn thành công và nó không bị bước qua những cái khổ đau như trước kia nữa. Ví dụ nợ nần này, ví dụ như là bây giờ mà mở công ty hay là mở doanh nghiệp thì chúng ta mình phải cần rất là nhiều vốn này, chúng ta phải đi vay nợ này, hay là chúng ta phải nao công thổ khổ tứ, chúng ta phải làm việc rất là cật lực, và chúng ta xoáy vào vòng xoáy kiếm tiền, và chúng ta nếu như mà chúng ta tiêu xài hoang phí thì chúng ta lại phải quay vào vòng quay kiếm tiền để chúng ta có thể phục vụ cho những cái nhu cầu của bản thân. Đấy, chính vì vậy mà nếu như bản thân chúng ta ít nhu cầu, không cần phải mua những cái gì xa xỉ hay là sang hoa, hay là chúng ta ví dụ nuôi một con ô tô thì chúng ta mua ô tô và chúng ta mất rất là nhiều chi phí cho cái ô tô đó thay vì mua một cái xe máy. Đấy, thì chúng ta sẽ phải nuôi cái ô tô đấy và chúng ta sẽ phải ra ngoài kiếm tiền để nuôi cái ô tô đấy, ví dụ như vậy. Đó, thì thấu hiểu bản thân mình là như vậy. Tiếp theo đấy là cái hiểu sâu và biết rộng. Hiểu sâu biết rộng có nghĩa là nếu như chúng ta hiểu một vấn đề gì đó, chúng ta phải đào sâu gốc rễ của nó, chúng ta phải tìm ra những cái định nghĩa liên quan đến cái vấn đề đó, và chúng ta phải gọi tên được nó lên đấy. Và nhìn theo nhiều chiều, học sâu rồi và chúng ta phải học rộng nữa, chúng ta phải học mở ra nhiều chiều, và chúng ta nếu như làm được như vậy thì chúng ta sẽ biết được, chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống bất kể trường hợp nào cũng vậy. Và cái intelligible nó cũng là có nghĩa là chúng ta phải nói được, chúng ta viết được, chúng ta trình bày cho người khác hiểu được những cái mà chúng ta muốn truyền đạt đến. Đấy, và những cái chúng ta hiểu sâu biết rộng đấy, nếu như chúng ta không nói được thì nó mãi chỉ là những cái kiến thức mà chúng ta nghĩ trong đầu thôi, hay là chúng ta kiến thức của người khác chứ không phải kiến thức của chúng ta. Nếu như của chúng ta thì chúng ta phải trình bày được. Đấy, trình bày theo cái cách hiểu của mình, theo những cái ngôn ngữ của mình chứ không phải là theo những cái ngôn ngữ của người khác. Đó chính là cái một cái quy trình để chúng ta có thể tiến đến một cái sự minh triết, và chúng ta rèn luyện nó, chúng ta sống nó, sống một cuộc sống là chúng ta phải có nguyên tắc này, chúng ta phải làm những cái điều mà chúng ta thành một con người có sự minh triết, thì khi đó chúng ta sẽ thu hút mọi người xung quanh. Đấy, một người minh triết thì nó sẽ thu hút hơn nhiều so với một người có những cái vẻ đẹp bên ngoài body. Đấy, thì sống với những người có minh triết ấy thì chúng ta sẽ không có nhiều sự khổ đau, hay là chúng ta sẽ luôn cảm thấy họ hấp dẫn. Đó chính là cái mà chúng mình cần phải hướng đến. Đấy, thì tiếp theo có những cái từ như này, thì chúng ta thường thanh niên chúng ta hay có một cái sự ảo vọng. Ảo vọng ở đây có nghĩa là chúng ta luôn sống trong môi trường ảo không thật. Đấy, ảo vọng có nghĩa là chúng ta không thật, và chúng ta có một cái tầm nhìn nó hơi xa vời. Đấy, và chúng ta có những cái tầm nhìn hơi xa vời đó, nhưng mà chúng ta không làm, chúng ta chỉ nhìn thôi, chúng ta không làm, và hoặc là chúng ta hiểu lầm rằng là bản thân mình sẽ làm được cái điều đó. Có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn thần tượng và chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta sẽ thành thần tượng đó, đúng không? Đấy, chính là sự nghi ngờ của bản thân, nghi ngờ bản thân mình, so sánh mình với người khác, đó là sẽ dẫn đến sự khổ đau. Bởi vì mỗi người sẽ có một điểm mạnh riêng. Đấy, và cái cách thành công của mỗi người là khác nhau chứ không phải giống nhau. Chính vì vậy mà các bạn hãy sống thật với bản thân mình. Các bạn hãy đi tìm những cái khả năng của con người, khả năng của chính các bạn. Đấy, mỗi người sinh ra đều có những cá tính riêng, đều có những cái điểm mạnh riêng, đều có những cái
khả năng tiềm ẩn riêng. Chính vì vậy mà mình hãy đi tìm cái của riêng mình, chứ không phải là phụ thuộc hay là bắt chước người khác. Đấy, thì mình sẽ dẫn đến sự khổ đau. Và cái tầm nhìn thì nó sẽ bằng cái sự thấu hiểu bản thân mình và bằng cái sự hiểu biết sâu rộng. Và nếu như các bạn hiểu biết sâu rộng thì các bạn sẽ có tầm nhìn. Và các bạn có tầm nhìn, các bạn sẽ có hiểu, thấu hiểu được bản thân mình, thấu hiểu được nhân sinh, thấu hiểu được người khác, xã hội, tự nhiên hay là muôn loài vạn vật. Đấy. Và chúng ta hãy cố gắng, chúng ta hãy thực thi nó, nghĩ tầm nhìn, nghĩ là một kiểu, và chúng ta phải thực thi và chúng ta cố gắng từng chút một hướng đến sự thảnh thơi. Và chúng ta không vội vàng, chúng ta không nhanh, chúng ta hãy nhẹ nhàng, thư thái thôi. Đó chính là toàn bộ cái bài học ngày hôm nay của mình. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.